Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 thường. Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài số 1, Unit 1, A Visit from a Pamper, một chuyến đi thăm từ bạn qua thư. Phần 1, Getting Started, làm việc, tức là học với bạn, một người bạn qua thư, người nước ngoài, sẽ đến ở với bạn trong vòng 1 tuần. Hoạt động nào bạn sẽ làm trong suốt chuyến đi thăm đó? Rồi chúng ta qua cái phần 2, Listen and read, ok. Chúng ta cùng đọc bài này. Hôm trước chúng ta đã học từ vựng rồi, đọc từ vựng rồi nha. Người bạn qua thư, bạn qua thư người Malaysia của Lan, tên là Razali Mariam, đã ở với Lan vào tuần trước. Mariam đến từ Kuala Lumpur. Mariam và Lan trở thành bạn qua thư trong khoảng 2 năm và họ hồi âm thư cho nhau ít nhất một lần, hai tuần một lần. Ok. Có 2 tuần là viết thư cho nhau lần đó. Nhưng mà đây là lần đầu tiên họ gặp mặt. Vào ngày đầu tiên của Mariam ở Hà Nội, Lan dẫn cô ấy đi Hồ Hoàn Kiếm. Giống như Kuala Lumpur, Hà Nội là một thành phố hiện đại đông đúc. Mariam thực sự bị ấn tượng bởi impressed by vẻ đẹp của thành phố và bởi sự thân thiện của con người nơi đây. Rồi, qua trang. Vào những ngày tiếp theo, các cô gái đã đi thăm bảo tàng Lăng Bác Hồ, Lăng Hồ Chí Minh, Lăng Bác Hồ, bảo tàng lịch sử và văn miếu nha. Rồi cũng như nhiều công viên đẹp và hồ ở Hà Nội. Vào ngày thứ 6, Mariam muốn đi thăm nhà thờ Hồi giáo ở phố Hàng Lược. Lan đã từng đi bộ ngang qua nhà thờ Hồi giáo trên đường đi học hồi học tiểu học. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô ấy đi vào thăm. Cô ấy thích không khí thanh bình trong khi Mariam đang cầu nguyện nha. Tôi ước bạn có kỳ nghỉ dài hơn, Lan nói với Mariam vào ngày cuối của tuần. Ừ, mình ước rằng mình có nhiều thời gian hơn để biết nhiều hơn về vẻ đẹp của đất nước bạn. Lan, bạn có muốn đi thăm muốn đến và thăm tôi vào mùa hè sang năm không? Mariam hỏi. Thật là tuyệt vời, tuy nhiên thật là khó cho tôi khi tôi đi ra nước ngoài. Tất cả nó phụ thuộc vào bố mẹ của tôi. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc nhé. Ok, rồi chúng ta trả lời câu hỏi. Lan và Mariam luôn luôn viết thư cho nhau mỗi dí 2 tuần, 2 week, câu C. Câu số 2, Mariam bị ấn tượng bởi cái gì? Bởi con người Hà Nội rất là thân câu A này, Hà Nội thì rất là to và hiện đại. Hà Nội thì sao? Người Hà Nội thì rất là thân thiện. Hà Nội thì khác với Kuala Lumpur, Hà Nội và Kuala Lumpur thì giống nhau. Rồi, câu B nha. Câu số 3, các cô gái đã đi thăm những cái gì? Những cái nơi nổi tiếng Hà Nội này, những cái nơi giải trí này, những cái nơi thờ cúng này, một cái nơi thờ cúng, vậy là câu D, tất cả các câu bên trên. Câu số 4, Mariam muốn gì? Muốn đi thăm Hà Nội vào mùa hè năm sau, muốn mời Lan tới Kuala Lumpur, muốn ở Hà Nội, muốn đi thăm thành phố Hồ Chí Minh. Vậy đáp án là câu B. Rồi, sang trang. Cái phần speak. Nga đang nói chuyện với Mariam, họ đang đợi Lan bên ngoài trường học. Hãy sắp xếp đoạn hội thoại thành theo đúng thứ tự nhé. Rồi, và coi này. Đáp án đây. 1C. 1C này. Xin chào, bạn là Mariam phải không? Đúng rồi, tôi đây. 5B, sang câu 5. Rất vui được gặp bạn. Hãy cho tôi tự giới thiệu bản thân nhé. Tôi là Nga. B này. Mình cũng rất vui được gặp bạn Nga. Bạn là bạn cùng lớp của Lan phải không? Rồi, câu 4. Đến câu 4. Ừ, đúng thế. Bạn đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Việt Nam phải không? Rồi, xong rồi. D.
Ồ, đúng thế. À, hay là bạn có thích ở Việt Nam không? Ồ, có rất nhiều. Người Việt Nam rất là thân thiện và Hà Nội thì là một thành phố thú vị. Xong tới hai này. Bạn có sống bạn sống trong một thành phố phải không? Xong rồi đúng vậy. À, tôi sống ở Kuala Lumpur. Bạn gì? Bạn đã bao giờ đến đó chưa? Đến ba nhé, chưa? Nó có khác với Hà Nội không? Xong đấy a. Hai thành phố thì giống nhau theo nhiều cách. Đến 6. Ồ, tôi thấy rồi. Lan đây rồi, chúng ta đi thôi. Được chưa? Rồi. Bài dưới là cái gì? Bây giờ bạn đang nói chuyện với bạn của Marian. Hãy giới thiệu bản thân của bạn. Làm một cái đoạn hội thoại giống như trên ấy. Này, Joko đến từ Tokyo, Nhật Bản, là một thành phố thủ đô rất to và đông đúc, giống như người Việt Nam. Rồi thích những thành phố cổ kính ở Việt Nam. Rồi Paul đến từ Liverpool, nước Anh, là một thành phố công nghiệp miền Bắc của nước Anh. Thích con người, thích đồ ăn và thích những bãi biển ở Việt Nam. Trent thì đến từ một thị trấn nhỏ ở Perth, nước Úc. Đó là một thị trấn nhỏ yên tĩnh, thích đền chùa, nhà thờ ở Việt Nam, thích áo dài, thích đồ ăn Việt Nam, đặc biệt là nem, món nem đó. Ok, chúng ta sang phần listening và đáp án của chúng ta đây luôn. Các bạn có thể chép đáp án vào. Bây giờ tiện không có tiện nghe. Đó là người bạn qua thư người Mexico của John á, là Carlo đang đi thăm nước Mỹ. Hãy nghe đoạn hội thoại của họ và check vào cái câu mà đúng. Rồi. À, câu A là 1 này, câu B là 2, câu C là 2 nhé. Rồi chúng ta xuống bài đọc. Bài đọc này quan trọng hơn. Rick này. Malaysia là một trong những quốc gia của Hiệp hội Đông Nam Á, ASEAN đó. Nó được chia thành hai vùng miền, hai vùng. Đó là Tây Malaysia và Đông Malaysia. Chúng được chia cắt, được phân biệt bởi 640 km đường bờ biển và hợp thành một diện tích là 329.758 cây số vuông. Đây là square km nha, là cây số vuông đó. Malaysia có khí hậu nhiệt đới. Đơn vị tiền tệ của Malaysia, các bạn nhớ cái từ unit, unit of currency là đơn vị tiền tệ. Đơn vị tiền tệ. Đơn vị tiền tệ của Malaysia là ringgit. Gồm có 100 sen, tức là một ringgit bằng 100 sen. Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur và nó còn là thành phố lớn nhất ở đất nước này. Dân số population, dân số vào năm 2001 là trên 22 triệu người. Đạo Hồi giáo là đạo chính thức, là quốc giáo đó của đất nước này. Ngoài ra còn có những đạo khác như là đạo Phật, Buddhism và Hinduism, đạo Hindu. Quốc ngữ của Malaysia đó là Bahasa Malaysia, còn được biết đến một cái từ đơn giản và ngắn gọn hơn đó là Malay, tiếng Malay. Rồi tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Tamil vẫn còn được nói rộng rãi ở đất nước này nữa. Ngôn ngữ mà được dạy ở trường tiểu học cho trẻ em đó là Bahasa Malaysia, tiếng Trung, tiếng Tamil. Bahasa Malaysia còn là ngôn ngữ học ở trường, là ngôn ngữ ở trường trung học cơ sở. Mặc dù một vài học sinh còn có thể tiếp tục học bằng tiếng Trung Quốc hoặc là tiếng Tamil, và tiếng Anh là một ngôn ngữ thứ hai, là một ngôn ngữ bắt buộc, là một ngôn ngữ thứ hai bắt buộc phải học. Rồi, bây giờ điền vào cái bảng này. Malaysia. Đây là diện tích, area, diện tích, population, dân số trên 22 triệu người. Khí hậu tropical, nhiệt đới. Đơn vị tiền tệ ringgit. Thủ đô Kuala Lumpur, tôn giáo chính thức Islam, đạo Hồi. Rồi national language là quốc ngữ Bahasa Malaysia. Ngôn ngữ thứ hai bắt buộc mà, ngôn ngữ bắt buộc thứ hai đó là English. Rồi xuống bài Chufon. Malaysia là thành viên của ASEAN đúng này. Có hai vùng ở Malaysia đúng này. Mọi người chỉ nói tiếng Malay ở Malaysia thôi, sai ha. Nói tiếng Trung, tiếng Tamil nữa cơ, tiếng Anh nữa cơ. Câu số 4, các trường học, các trường tiểu học á, các trường tiểu học là trẻ em tiểu học học ba ngôn ngữ ở trường đúng, nó học tiếng Malay, nó học tiếng Trung và nó học tiếng Tamil. Rồi đây này, nằm ở đây này. Rồi tiếp theo, đâu rồi,
tất cả trẻ em trung học cơ sở đều học tiếng Anh, đúng nha. Tất cả học sinh. Tất cả học sinh trung học cơ sở học bằng tiếng Anh. Đây 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 đây. Đây. Phải tiếng Bahasa Malaysia chứ không phải tiếng Anh. Sorry cô đã sai. Đây nè. Mặc dù một vài học sinh có thể đây 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 đây. Tiếng Bahasa Malaysia là còn ngôn ngữ dạy ở trường trung học cơ sở. Rồi mặc dù một vài học sinh vẫn có thể tiếp tục học bằng tiếng Trung hoặc tiếng Tamil đấy. Rồi. Sang phần viết. Hãy tưởng tượng bạn đang đi thăm họ hàng hoặc người bạn của bạn ở một cái nơi khác ở Việt Nam hoặc ở một đất nước khác. Viết lá thư cho gia đình của bạn theo cái dàn ý dưới đây. Dàn ý này, đoạn đầu tiên hãy nói là bạn tới khi nào, bạn đã gặp ai ở trạm xe buýt hoặc là nhà ga sân bay. Đoạn thứ hai thì nói về cái mà bạn đã làm, nơi bạn vừa đi thăm, cái nơi người mà bạn vừa gặp, đồ ăn bạn vừa thử, những thứ bạn vừa mua. Đoạn thứ ba hãy nói về cảm giác của bạn, hạnh phúc hay là thất vọng. Nói là cái bạn quan tâm nhất, như là con người, nơi chốn hay là hoạt động. Đề cập khi nào bạn quay trở về. Rồi chúng ta sẽ viết cái đoạn này như sau nhé. Đây. Rồi. Viết sẵn rồi. Dear mom and dad, bố mẹ thân mến, I arrived in Nha Trang in the afternoon at about 4 o'clock. Con đã đến Nha Trang vào buổi chiều lúc 4 giờ. An Hoa là dì Hoa đã gặp con ở sân bay. Met me at the airport. Tiếp theo, during 2 days there, trong suốt 2 ngày ở đó, I have done many interesting things. Con đã làm rất nhiều thứ thú vị. On the first day, I went to enjoy mud bath with Aunt family. Ngày đầu tiên ở đó, con đã đi tắm bùn với gia đình của dì. Cái này là tắm bùn nhá. Mud là bùn, bath là tắm bùn. Và and enjoy the seafood và thưởng thức. Enjoy thêm đi. Quá khứ, enjoy the seafood at a restaurant. Thưởng thức hải sản trong một nhà hàng. On the second day, trong ngày thứ hai, I went on a boat, con đi thuyền to Cù Lao Chàm Island, tới đảo Cù Lao Chàm, and swam in the sea, và bơi ở biển, The beach, bãi biển rất là đẹp. The beach is so beautiful with blue water and white sand, với nước xanh và cát trắng. Tomorrow we are going to Chi Nguyễn Aquarium. Ngày mai chúng con sẽ đi tới Thủy Cung Chi Nguyễn to see underwater life there, để mà ngắm nhìn cuộc sống dưới đáy biển. I will see colorful fish, turtle, crab and so on. Con sẽ nhìn rất nhiều những loài cá đầy màu sắc, rùa, tôm, cua, gì đó, cua và vân vân. I've also met a lot of friendly and helpful people. Con còn gặp rất nhiều người thân thiện và hay giúp đỡ người khác. The food there is really fresh and delicious. Đồ ăn ở đó thực sự tươi và ngon. I bought some souvenir for you and my friends. Con đã mua rất nhiều quà lưu niệm cho mẹ, cho bố mẹ và cho bạn của con. I really fascinated. Con thực sự bị cuốn hút and hope to come back soon, và hy vọng được quay trở lại. I am especially interested in seafood and beautiful sight there. Con thực sự rất là quan tâm tới hải sản và quang cảnh rất là đẹp ở đó. I will come home on Monday morning. Con sẽ quay trở về nhà vào sáng thứ hai. The flight is going land at 11 o'clock. Máy bay sẽ hạ cánh vào lúc 11 giờ. Could you please pick me up at Nội Bài Airport? Bố mẹ có thể đón con vào lúc có thể đón con ở sân bay Nội Bài hay không? By the way, là nhân tiện, Aunt family asked me to give you their regards. Gia đình của dì nhờ con chuyển lời chúc sức khỏe tới bố mẹ. Stop for now. Bây giờ con phải dừng rồi. See you on Monday. Gặp bố mẹ vào thứ hai. Your daughter. Con gái của ba mẹ. My. Ok, các bạn có thể viết như thế nhé. Rồi. Xong cái phần viết, chúng ta sang phần language focus, là ngữ pháp trọng tâm của cái bài này, đó là thì quá khứ đơn. Và
câu điều ước. Nhắc lại từ quá khứ đơn, thì quá khứ đơn diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ, đã xảy ra trong quá khứ, không rõ thời gian nhé. Đã xảy ra trong quá khứ, đã chấm dứt rồi đấy, nói đơn giản là đã xảy ra trong quá khứ. Cấu trúc của thì quá khứ đơn là chủ ngữ cộng với động từ cột 2 hoặc động từ thêm ed. Câu phủ định là chủ ngữ cộng với did done cộng với động từ nguyên mẫu. Câu nghi vấn là did cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu thêm chấm hỏi cuối câu. Và dấu hiệu của thì hiện tại, của thì quá khứ đơn, khi các bạn nhìn thấy trong câu có những cái từ như là ngày hôm qua, yesterday đó, last week, last year, last month, rồi ago, rồi in cộng một năm quá khứ, thì chúng ta phải biết đó là thì quá khứ đơn. Rồi thì cái kiến thức cơ bản thứ hai trong cái bài này đó là câu điều ước với quiz. Chúng ta có 3 loại câu điều ước: câu điều ước ở hiện tại, câu điều ước ở tương lai và câu điều ước ở quá khứ. Câu điều ước ở hiện tại, câu điều ước ở hiện tại, ví dụ như hiện tại là mình đang nghèo và mình ước là mình giàu, tôi ước là tôi giàu có rồi, hoặc là tôi ước ngày mai trời sẽ mưa để khỏi đi học chẳng hạn. Rồi giả dụ như bây giờ mình bị rớt kỳ thi rồi, rớt kỳ thi rồi, ngày hôm qua mình thi làm bài mình rớt kỳ thi rồi, mình ước là mình làm bài tốt và đậu đó. Nó có 3 loại câu điều ước: ở hiện tại, ở tương lai, ở quá khứ. Và như sau: ở hiện tại này, chủ ngữ cộng với wish cộng với chủ ngữ cộng với quá khứ giả định. Quá khứ giả định là gì? Đó là quá khứ đơn nha, nhưng mà dài, nếu mà có to be là xài were rồi cho tất cả các ngôi. Còn điều ước ở tương lai á, là chủ ngữ cộng với wish cộng với chủ ngữ cộng với would cộng động từ nguyên mẫu would nhá, would. Rồi câu điều ước ở quá khứ đó là chủ ngữ cộng với wish cộng với chủ ngữ cộng với quá khứ hoàn thành là had cộng động từ cột 3. Rồi lát nữa chúng ta sẽ rõ hơn phần này. Rồi thôi cái này khỏi làm đi, mệt quá. Cái này là gì? Cái này liên quan đến quá khứ đơn. Bây giờ Lan và những người bạn cô ấy đang tổ chức tiệc chia tay, farewell party, là tiệc chia tay cho Mariam chuẩn bị về nước. Hãy viết những thứ họ đã chuẩn bị cho bữa tiệc này. Rồi nối bên này nhá, động từ với danh từ tạo thành một cụm, và phải là chia quá khứ thì nó đã xảy ra rồi. Lan làm bánh, Lan make a cake, make. Phải là động từ cột 2, made đó. Câu số 2, Tân treo hình số 2 này. Hình số 2 các bạn đang treo đèn, đèn đầy màu sắc. Tân hung colorful lamp. Hung là cột 2 của hang. Câu hình số 3 là Nga đi mua hoa, Nga bought some flower. Câu hình số 4 là gì? Hình số 4 là bạn này, bạn Hùng vẽ một bức tranh về Hà Nội. Hùng painted a picture of Hanoi. Số 5 này. Số 5, Liên went shopping. Tất cả những cái động từ này phải chuyển về quá khứ cột 2. My chuyển thành bought, make chuyển thành made, hang thành hung, go thành gì? Go thành when, và pain chuyển thành painted, phải chuyển thành cột 2 hết thì quá khứ. Ok. Rồi, xuống bài dưới đây, rồi chúng ta chấm dứt cái bài số 1 nè. Đó, câu điều ước nha. Tôi ước là tôi cao hơn. Đây này, bạn không cao. Bây giờ ước là tôi ước tôi cao hơn. I wish I were taller. Tất cả đều là loại điều ước ở hiện tại hết nha, điều ước ở hiện tại hết. Và chúng ta sẽ chuyển về quá khứ giả định. Đấy. Câu B này, trời quá nóng, bạn muốn đi bơi, bạn muốn đi ra hồ bơi. Vậy là tôi ước tôi ở hồ bơi. Đây, I wish I were in the swimming pool. Ai mà đi với were này thấy hay không? Đây là quá khứ giả định nha. Nếu không phải quá khứ giả định, chỉ là quá khứ đơn thôi thì nó phải là was. Nhưng đây là quá khứ giả định, chúng ta xài were cho tất cả các ngôi. Câu C, bạn không có máy tính, ước có máy tính. Ước có máy tính đây nha. I wish I had a computer. I wish I had a computer. Quá khứ giả định. Câu C, bạn sống xa trường, vậy là I wish I didn't live very far from the school. Far from school. I wish I didn't, tôi không có sống xa trường. I wish I didn't live very far from school. Rồi câu E, bạn không có chị gái. I wish I had a sister. Câu F, bạn vẽ rất tệ. I wish I didn't draw very badly. Nếu chúng ta phải đổi ngược lại thôi nha. Đổi ngược lại. Ước ngược lại. Rồi, bạn không có bạn bè, bạn không có số của bạn. I wish I had my friend's phone number. Câu H, bạn không biết nhiều bạn. I wish I knew. Đây là cột 1, đây cột 2 này.
biết nhiều người bạn này. Tiếp theo, không có sông và hồ ở trong thị trấn của tôi, trong quê của tôi, ở quê tôi. I wish there were some river and lakes in my hometown. Any chuyển thành some, vì đây là câu khẳng định, đây là câu nghi vấn, đây là câu phủ định, đây là câu khẳng định. Rồi, bài của chúng ta đây là hết rồi, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.